Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 4. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với phần tin tức thời sự trong tỉnh. Ngày 20 tháng 4, trường tiểu học Nước 2 huyện Hòa An tổ chức lễ kết nạp đội viên mới cho 98 em nhi đồng đợt 2 tại khu di tích lịch sử Kim Đồng và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối lớp 5 tại khu di tích lịch sử Bác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Các em học sinh được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang với những đóng góp của anh hùng Kim Đồng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 83 mùa hoa cùng với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức đội, lực lớp đội viên thiếu niên nhi đồng trên quê hương cách mạng Cao Bằng nói chung và huyện Hòa An nói riêng đã viết tiếp những trang sử vẻ vang, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc. Tại đây, liên đội nhà trường đã tổ chức kết nạp 96 em nhi đồng là học sinh khối lớp 3, lớp 4 vào tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là những thiếu niên nhi đồng chăm ngoan, có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia phong trào hoạt động của nhà trường. Trong hành trình trải nghiệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, học sinh, giáo viên và phụ huynh đã tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó với các điểm di tích, núi Các Mác, suối Lenin, hang Cốc Bó, bàn đá và dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các em đội viên, giúp các em có thái độ, động cơ học tập đúng đắn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân năm thứ nhất ra quân làm đường bê tông tại xóm Kim Đồng, xã Lương Can. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Quảng đã huy động hơn 100 cán bộ và chiến sĩ dân quân đang huấn luyện năm thứ nhất cùng nhân dân xóm Kim Đồng, xã Lương Can, đổ bê tông làm tuyến đường nội đồng có chiều dài hơn 300m, chiều rộng 1,5m. Đoạn đường được hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, phục vụ sản xuất thuận tiện hơn. Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang địa phương cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa quân với dân trong việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ ngày 7 đến ngày 21 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hạ Lang tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất năm 2024 với sự tham gia của 66 chiến sĩ dân quân của 13 xã thị trấn. Trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất được học tập giáo dục chính trị, pháp luật với các nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ năm 2019, phòng chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, quan điểm chính sách, dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, hướng dẫn về các loại vũ khí hóa học, sinh học công nghệ cao và cách phòng chống cũng như kỹ thuật chiến đấu và các chiến thuật cơ bản trong quân sự. Trong thời gian huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đã tham gia làm công tác dân vận tại ba xã Vinh Quý, An Lạc, Kim Loan với các hoạt động như giúp dân vận chuyển hơn 7.000 viên gạch, 14 khối cát, 3 khối sỏi, 60 khối đất, hỗ trợ ngày công giúp nhân dân xóm Tha Hoài, xã An Lạc làm được 90m² đường nội đồng tại cánh đồng xa nó. Qua đợt huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực quốc phòng ngày càng vững chắc trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh phong trào và tôn vinh những giá trị văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi, tỉnh Đoàn Thanh niên phối hợp với trường tiểu học Hòa Trung tổ chức ngày hội với chủ đề Sách nuôi dưỡng ước mơ, khơi nguồn sáng tạo. Hoạt động này đã thu hút đông đảo học sinh tham gia, trải nghiệm đọc sách. Sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng trí thức của nhân loại. Và đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Đọc sách không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn vô cùng quan trọng giúp con người mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng viết, nâng cao khả năng giao tiếp. Do đó, văn hóa đọc có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nên một xã hội phát triển văn minh. Tuy nhiên, trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay, nhiều người mất dần thói quen đọc sách mỗi ngày. Tham gia ngày hội đọc sách năm nay, em Trần Thái Sơn, học sinh lớp 3A1 trường tiểu học Hòa Trung, được tiếp cận với những cuốn sách mới. Bằng cách này, giúp em củng cố thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng, học tập những gương người tốt, việc tốt và những điều bổ ích từ các cuốn sách ghi lại. Hiện nay thì có rất nhiều loại sách, nhưng mà con vẫn thích đọc sách giấy nhất. Con thấy là đọc sách giấy thì hình ảnh sẽ rõ ràng và hay hơn.
Ngày hội đọc sách tại trường tiểu học Hòa Trung năm nay có nhiều hoạt động hay và bổ ích. Các em học sinh đã được tuyên truyền về ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, xem cách trưng bày sách nghệ thuật, tham gia thi kể chuyện với chủ đề cuốn sách Em Yêu, thi Dung Chuông Vàng. Xem phim tài liệu tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông. Năm 2024 là năm thứ ba Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức tại trường học. Các chuỗi hoạt động diễn ra gắn với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Trong những năm qua, tỉnh đoàn thanh niên luôn quan tâm, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành địa phương đối với việc phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đoàn viên thanh thiếu nhi. Sách là chìa khóa vạn năng, mang đến cho con người nhiều điều tuyệt vời và giá trị ý nghĩa trong cuộc sống. Bởi vậy, việc khuyến khích tinh thần đọc sách trong thanh thiếu nhi là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Có thể thấy, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc đã góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong toàn dân, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục, rèn luyện nhân cách, nhất là đối với đoàn viên thanh thiếu nhi, nâng cao trách nhiệm đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi của cả nước thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2024. Giải đấu là sân chơi bổ ích cho những người đam mê bộ môn cầu lông và mang lại những dấu ấn thành công mới trong công cuộc xây dựng phong trào bộ môn này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2024 với sự góp mặt của 230 vận động viên đến từ 16 đơn vị, gồm có 5 nhóm tuổi tranh tài ở 8 nội dung thi đấu. Giải đấu quy tụ nhiều tay vợt có trình độ kỹ thuật tương đối tốt, đã được thể hiện qua các giải đấu trước đó. Giải đấu năm nay với số lượng vận động viên đông đảo và phân chia ở nhiều lứa tuổi, trẻ nhất là nhóm 9 đến 12 tuổi và lớn nhất là 52 đến 59 tuổi. Điều này cho thấy sức hút của bộ môn cầu lông khá rộng rãi, tiếp cận được nhiều người chơi ở nhiều lứa tuổi. Bên cạnh hình thức chơi phong trào, rèn luyện sức khỏe, nhiều bậc phụ huynh đã chú trọng đến việc cho con em mình tập luyện khoa học, mạnh dạn đăng ký tham gia các giải đấu chính thức để được thử sức, có cơ hội cọ sát và nâng cao kỹ thuật thi đấu. Chị Chu Thị Mai Huệ là một phụ huynh khá bận rộn với công việc hàng ngày, nhưng chị vẫn luôn ủng hộ và sắp xếp thời gian đưa con trai là cháu Đặng Hồng Phong đến tập luyện đều đặn tại Trung tâm Đào tạo Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh. Chị đã động viên con trai mình tham gia giải đấu lần này để được gặp gỡ, giao lưu thi đấu với các bạn cùng trang lứa, có cùng sở thích chơi bộ môn cầu lông, tạo khích lệ để các cháu tập luyện, tự tin đăng ký tham gia tranh tài ở các giải đấu tiếp theo. Thứ nhất là do gia đình định hướng cho cháu, thứ hai nữa là cháu rất thích và yêu cái môn thể thao cầu lông này. Gia đình cũng chuẩn bị cho cháu tập luyện, về ngoài thời gian học thì cháu cũng học thêm rất là nhiều. Thế nhưng gia đình cũng sắp xếp thời gian cho cháu hợp lý để cháu cuối giờ chiều thì cháu có những cái buổi tập dành thời gian cho cháu 30 phút đến 1 tiếng để cháu có thời gian tập luyện. Thứ nhất là để đảm bảo sức khỏe, rèn luyện sức khỏe, thứ hai nữa là nó cũng là món ăn tinh thần cho cháu. Cháu thấy đối thủ rất là mạnh, nhanh. Cháu cần phải cố gắng luyện tập hơn nữa để nhanh nhẹn hơn với đấy, để cố gắng để giải sau được giải. Việc tổ chức các giải đấu tại địa phương cũng là dịp để đánh giá phong trào cầu lông tại tỉnh nhà, với cấp độ phong trào người chơi thường sinh hoạt theo hình thức cá nhân hoặc tham gia các câu lạc bộ và sẵn sàng tham gia tranh tài tại các giải đấu do chính quyền địa phương, các sở ban ngành tổ chức. Bên cạnh các câu lạc bộ lâu năm đã có bề dày thành tích thi đấu, tại giải cầu lông tỉnh năm nay ghi nhận một số câu lạc bộ mới được thành lập, cho thấy tinh thần tập luyện, thi đấu bộ môn cầu lông diễn ra sôi nổi và có chất lượng cao.
Anh Trần Tiến Đạt là một người có đam mê cháy bỏng với cây vợt cầu lông với thời gian gắn bó từ những năm tiểu học. Và kinh nghiệm thi đấu đến nay đã hơn 20 năm. Với niềm đam mê đó, anh nhen nhóm ý tưởng thành lập câu lạc bộ cầu lông mang tên Đại Hỷ. Tuy câu lạc bộ mới được thành lập những năm gần đây, nhưng đã tạo sân chơi cho nhiều bạn trẻ có cùng sở thích. Thời điểm hiện tại, câu lạc bộ có trên 100 thành viên, chủ yếu đến từ địa bàn thành phố. Đến với giải đấu năm nay, có 24 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu và đạt được một số thành công nhất định. Tôi thực ra thì tôi theo môn cầu lông này cũng được tầm 20 năm rồi. Tôi muốn phát triển phong trào cầu lông cho các cháu để cùng đam mê sở thích với mình. Mong các cháu sẽ phát triển cho tỉnh nhà để phát triển những cái môn thể thao để hướng tới một thể thao vững mạnh nhất cho tỉnh nhà. Thì các cháu thì vẫn hoạt động bình thường. Từ lúc thấy có thông báo giải thì các cháu đã rất tập luyện rất là hăng say. Đợt này ra quân lần đầu tiên thì cũng câu lạc bộ Đại Hỷ thì cũng đem về được 2 huy chương bạc của hai nội dung đơn nam với cả đơn nữ của U13 với 15 tuổi. Mong đây sẽ là tiền đề và tạo động lực cho các cháu để những giải sau được cố gắng tập luyện hơn. Bên cạnh hình thức phong trào, nhiều đơn vị đã coi cầu lông như một môn thể thao để đánh giá việc rèn luyện sức khỏe, thi đua xây dựng phong trào văn hóa thể thao tại cơ quan. Với việc tập luyện nghiêm túc, quyết tâm cao, nhiều đơn vị với định hướng tập luyện và thi đấu tiến đến các giải đấu bán chuyên nghiệp. Khi đến với các giải đấu cấp tỉnh năm nay, đã nhanh chóng thể hiện được trình độ vượt trội, áp đảo về mặt tỷ số, hoàn thành mục tiêu ban đầu đã đề ra. Trong cái quá trình tổ chức tham gia giải cầu lông tỉnh năm 2024, được sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy đơn vị, chúng tôi đã tổ chức luyện tập trong thời gian cũng được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà trong cái quá trình anh em tập cũng rất là nghiêm túc để đạt được cái thành tích ngày hôm nay thì cũng là một cái quá trình được sự quan tâm tạo điều kiện của ban tổ chức cũng như là thủ trưởng của đơn vị. Cũng rất là may mắn cho đơn vị chúng tôi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã đạt được thành tích là một giải nhất và một giải ba trong nội dung đồng đội nam ở lứa tuổi 16-39. Chúng tôi rất là vui cũng như là tự hào khi tham gia một cái giải cầu lông cấp tỉnh này là đã đạt được cái thành được vẫn giữ vững được cái nền huy chương. Trong cái quá trình trước chúng tôi tham gia thì cũng được một giải ba. Lần này thì quá trình tập luyện cũng như là chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thì chúng tôi đã đạt được thành tích cao hơn. Dù chỉ là giải đấu phong trào với quy mô cấp tỉnh, nhưng mỗi trận đấu trên sân dễ dàng nhận thấy những cú ghi điểm đậm chất chiến thuật. Hầu hết các vận động viên đều tự tin thi đấu. Một số vận động viên liên tiếp đạt huy chương tại giải đấu này hàng năm, cho thấy sự ổn định trong lối chơi, tiệm cận với trình độ bán chuyên nghiệp. Dễ nhận thấy ở các vận động viên này là lối thi đấu linh hoạt, cùng với sự chỉ đạo kịp thời từ đội ngũ huấn luyện viên luôn theo dõi từ bên ngoài sân. Những cú bỏ cầu sát lưới, những pha phong cầu chiến thuật hay những pha dứt điểm mạnh, dứt khoát khi cần thiết đã mang về những điểm số quan trọng và thể hiện được phong cách thi đấu riêng biệt của từng vận động viên trên sân. Bên cạnh đó là sự cổ vũ nồng nhiệt, những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả. Sau 4 ngày thi đấu nhiệt tình và sôi nổi, với 176 trận đấu đã được diễn ra trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng, 230 vận động viên đến từ 16 đơn vị đã cống hiến cho khán giả những pha cầu kịch tính, được đánh giá cao từ góc độ chuyên môn, tạo nên sân chơi lành mạnh, qua đó tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao toàn quốc. Được sự chỉ đạo của ban tổ chức giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2024, tiểu ban chuyên môn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức giải, đặc biệt là công tác tập huấn trọng tài. Chính vì vậy, các trận thi đấu được điều hành một cách chính xác, đúng luật và điều lệ của ban tổ chức. Trình độ chuyên môn của các vận động viên tham dự giải năm nay khá đồng đều, qua đó có thể thấy phong trào tập luyện của cầu lông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có những khởi sắc. Chất lượng chuyên môn của giải cầu lông tỉnh Cao Bằng năm 2024 được nâng lên so với các năm trước.
Để đạt được những thành tích đáng kể trên là sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Cầu Lông tỉnh cùng với sự tham mưu kịp thời của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Sự vào cuộc đồng bộ và niềm đam mê luôn thôi thúc ở mỗi người chơi cầu lông đã xây dựng nên một môi trường thể thao lành mạnh và ngày một phát triển. Điều đó đã được thể hiện bằng cách dễ dàng bắt gặp người chơi cầu lông ở các mặt sân phong trào tại mỗi cơ sở, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Rõ rệt hơn cả là qua mỗi giải đấu cấp tỉnh, số lượng vận động viên đều đông đảo hơn năm trước, thể hiện ở nội dung thi đấu đa dạng và mở rộng ở nhiều nhóm tuổi. Hàng năm đều có nhiều vận động viên trẻ tham gia thi đấu lần đầu ở nhóm tuổi thiếu niên nhi đồng. Điều này đã minh chứng cho việc người yêu cầu lông đã có sự kết nối. Các thế hệ kế cận của bộ môn này ngày càng một đông đảo, đóng góp phần quan trọng trong việc duy trì, phát triển phong trào cầu lông tại tỉnh nhà, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, thể lực, khuyến khích người dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là dịp Liên đoàn Cầu Lông tỉnh đánh giá năng lực của các vận động viên, câu lạc bộ và chất lượng phong trào của bộ môn cầu lông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4 và kỷ niệm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, thì trong mấy ngày vừa qua đấy thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh đã tổ chức cái giải cầu lông toàn tỉnh năm 2024. Và như vậy qua 4 ngày thi đấu rất là sôi nổi thì chúng ta đã thấy là giải đã thành công rất là tốt đẹp. Có thể nói là trong những năm vừa qua thì phong trào thể dục thể thao nói chung của tỉnh ta rất là nhiều môn đều phát triển, và trong đó môn cầu lông cũng là môn phát triển rộng khắp khắp các cái địa bàn toàn tỉnh, nhất là đến tận các cái cơ sở. Chúng ta thấy là trong mấy ngày thi đấu ấy, thì lần này cũng có cái số lượng vận động viên vào loại lớn trong cái nhiều năm gần đây. Chúng ta có tất cả hơn 230 vận động viên tham gia thi đấu ở 8 cái nội dung. Như vậy là có thể nói là phát triển. Có một cái điều rất là mừng là năm nay đấy thì thấy các cái vận động viên nhỏ tuổi, ở lứa tuổi thiếu nhi, có thể nói là một số là năng khiếu, thì đã được ngành thể dục thể thao quan tâm bồi dưỡng đào tạo. Và cũng rất là mừng nữa là nhiều cơ sở, thậm chí là nhiều cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người ta cũng đầu tư cho các cái câu lạc bộ duy trì trong rất là nhiều năm. Như vậy là một là duy trì được phong trào, cái thứ hai nữa là đi vào một số là tiếp tục duy trì phát triển cái năng khiếu. Đây là những cái nét mới. Hiện nay đấy thì Liên đoàn Cầu lông tỉnh cũng đang xúc tiến các cái thủ tục để tiến hành cái đại hội liên đoàn trong nhiệm kỳ tới. Và tôi hy vọng là phát huy cái thành tích, những cái kết quả của phong trào cầu lông trong những năm vừa qua, thì qua cái đại hội thì sẽ tiếp tục củng cố cái liên đoàn, và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy cái môn cầu lông này ở tỉnh ta ngày càng phát triển cùng với các cái môn thể thao khác. Một giải đấu nữa đã đi qua, để đến với những giải đấu chuyên nghiệp của khu vực hoặc quốc gia còn là cả một quá trình dài nỗ lực không ngừng nghỉ của người làm thể thao cũng như người chơi thể thao. Qua giải đấu đã thấy được sự tiếc nuối xen lẫn niềm vui khi giành chiến thắng của các vận động viên. Tuy chỉ dừng lại ở mức độ giao lưu cọ sát hay vinh dự và tự hào với những huy chương lấp lánh trước ngực, nhưng đến đây, niềm vui lớn nhất của mỗi người đều được đồng hành tại ngôi nhà chung cùng với ngọn lửa đam mê luôn thôi thúc cố gắng mỗi ngày và sẵn sàng giao lưu, tranh tài ở mỗi mùa giải mới. Chuyển sang mục điểm báo. Sáng nay 21 tháng 4 tại tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT có vai trò quan trọng là mắt xích chiến lược hoàn thành kết nối hai tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Mộc Bài, là cửa ngõ quan trọng kết nối các nước ASEAN với Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định đến năm 2030 có 5.000 km, trong đó có tuyến cao tốc chiến lược Bắc Nam phía Đông, thúc đẩy ba đột phá chiến lược, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông. Dự án này là tuyến cao tốc cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng hoàn thành các thủ tục đầu tư của các bộ ngành liên quan, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh để chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc này, để kết nối tuyến này lên tuyến cao tốc Đồng Đăng, Trà Lĩnh, kết nối 6 cặp cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Thủ tướng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã mạnh dạn nhận trách nhiệm của chính phủ giao. Cảm ơn nhân dân Lạng Sơn nơi có dự án đi qua đã nhường đất cho dự án. Trong 3 tháng đầu năm 2024, đánh dấu sự vươn lên của Việt Nam bởi lần đầu tiên chạm ngưỡng quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường Singapore trong giai đoạn gần đây. Theo thống kê của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp của Singapore, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 36,15 triệu SGD, tăng 80,46% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay sát hoặc chóc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại Singapore, lần lượt đạt 80,08% và 73,33%. Đây là nhân tố chính đưa Việt Nam vượt qua Thái Lan và Ấn Độ trở thành quốc gia chiếm thị phần gạo lớn nhất tại Singapore. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ dành hơn 46.300 tỷ đồng để thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn giai đoạn 2023-2025. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2023-2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sẽ có khoảng 1.400 cán bộ, công chức và hơn 800 người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư không được bố trí tiếp tục công tác. Quận Hà Đông đợt này có 3 phường là Quang Trung, Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, hợp nhất lại thành một. Để thuận tiện cho công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ dôi dư, 2 năm qua phường Quang Trung đã dừng bố trí nhân sự vào những vị trí còn thiếu theo định biên. Hiện địa phương cũng đang lên kế hoạch triển khai sắp xếp 32 cán bộ công chức dôi dư nhưng vẫn tồn tại vướng mắc với các cán bộ đoàn thể mặt trận Tổ quốc, vì đây đều là những vị trí công việc khó sắp xếp. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận lễ hội cầu ngư làng Cam Lâm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ cầu ngư làng Cam Lâm diễn ra hàng năm vào dịp rằm tháng Giêng và cứ 3 năm một lần, người dân ở đây sẽ tổ chức lễ hội cầu ngư với nhiều nghi lễ như tế cá ông, rước Đông Hải linh ứng, tôn thần, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian sôi nổi. Tục thờ cá ông tại làng Cam Lâm, xã Xuân Liên chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Một phong tục đã ăn sâu trong đời sống văn hóa nhằm thể hiện sự biết ơn của người dân dành cho cá ông, đồng thời là dịp để họ cầu mong, gửi gắm những hy vọng về một năm ra khơi suôn sẻ, thuận lợi và bình an với những khoang thuyền đầy áp lộc trời. Chuyển sang một con số hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện và khu vực lân cận. Phiên giao dịch việc làm thu hút 32 doanh nghiệp đơn vị tham gia. Theo thông tin của ban tổ chức, có 1.840 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động, trong đó có 200 chỉ tiêu tuyển sinh đa dạng các ngành nghề như cơ khí, điện tử, thực phẩm và hơn 300 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động các nước Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ mang lại thêm những lựa chọn công việc, học nghề cho người lao động tại địa phương. Theo kết quả tổng hợp, nhu cầu tuyển dụng lao động theo giới tính cho thấy chỉ tiêu tuyển dụng lao động nam giới cao hơn nữ giới 3,3%. Sự chênh lệch không nhiều cho thấy mặc dù các công ty thiếu hụt nhân công, nhưng tiêu chí tuyển dụng vẫn đề cao yếu tố năng lực và sự cống hiến lâu dài trong quá trình công việc. Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 được kỳ vọng mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, tạo cơ hội việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và người lao động trên địa bàn huyện Mê Linh nói riêng. Với bệnh nhân suy giáp, ngoài việc tuân thủ dùng thuốc theo phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng đóng một vai trò quan trọng đối với chức năng tuyến giáp, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa các biến chứng. Sau đây là một số chia sẻ về chế độ ăn tốt nhất cho người bệnh suy giáp. Tùy thuộc vào nguyên nhân cơ bản của bệnh suy giáp, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị và kiểm soát suy giáp. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giữ cho tuyến giáp khỏe mạnh. Dưới đây là một số lý do quan trọng mà người bệnh suy giáp cần chú ý đến chế độ ăn uống.
giúp cân bằng hormone tuyến giáp, một số thực phẩm hỗ trợ chức năng tuyến giáp và giúp cơ thể sử dụng hormone tuyến giáp hiệu quả hơn. Giảm các triệu chứng của bệnh, chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp giảm bớt các triệu chứng phổ biến của suy giáp như mệt mỏi, tăng cân, táo bón, rụng tóc và da khô. Kiểm soát cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, suy giáp có thể làm tăng mức cholesterol trong máu, tăng huyết áp, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tăng cường hệ miễn dịch, suy giáp thường làm suy yếu hệ miễn dịch. Chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Không có loại thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung cụ thể nào mà bạn có thể sử dụng để điều trị chứng rối loạn tuyến giáp. Một chế độ ăn uống cân bằng là cách tốt nhất để đảm bảo cơ thể nhận được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Iốt là nguyên tố vi lượng cần thiết để kích thích sản xuất hormone tuyến giáp và hỗ trợ chuyển đổi T4. Hormone tuyến giáp không hoạt động thành T3, hormone tuyến giáp giảm hoạt động. Vì vậy, việc cung cấp đủ chất này trong chế độ ăn uống là rất quan trọng. Mặc dù thiếu iốt là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh suy giáp, nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, việc bổ sung quá nhiều iốt có thể gây hại. Đây là lý do tại sao iốt là một chất dinh dưỡng gây tranh cãi khi nói đến sức khỏe tuyến giáp và cần có sự cân bằng để hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Nhận đủ iốt trong chế độ ăn uống là điều cần thiết để tuyến giáp hoạt động bình thường. Các thực phẩm chứa iốt như cá biển, cá tuyết, cá ngừ, hải sản có vỏ, rong biển, sữa chua, sữa, phô mai, trứng, muối iốt. Lượng iốt bổ sung có thể làm mất tác dụng của thuốc chống tuyến giáp. Nếu bạn đang điều trị bệnh cường giáp, việc bổ sung iốt là không cần thiết và có thể làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Selen là một nguyên tố vi lượng cần thiết trong quá trình hoạt động của tuyến giáp. Đây cũng là tiền thân của một trong những chất chống oxy hóa quan trọng nhất trong cơ thể giúp giảm viêm, ảnh hưởng đặc biệt đến chức năng của tuyến giáp. Một nghiên cứu lớn ở châu Âu đã chỉ ra rằng 6 tháng bổ sung chất này có tác dụng có lợi đối với bệnh về tuyến giáp và có liên quan đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của những người tham gia. Những tác động tích cực này vẫn tồn tại sau 12 tháng mà không có tác dụng phụ. Nguồn thực phẩm giàu chất này bao gồm hải sản, thịt gia cầm, trứng, sữa, sữa chua, phô mai, các loại ngũ cốc. Chương trình Cao bằng ngày mới đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.